thiệu các bạn món cách làm món cơm cháy cháy mỡ hành. Thì nguyên liệu ở đây thì cơm, các bạn sử dụng cơm dẻo nha các bạn. Ở đây đây các bạn sử dụng cơm dẻo nha, cơm càng dẻo thì cái độ dính của cơm á, làm cơm cháy nó càng ngon. Tôm khô ở đây thì mình đã ngâm sẵn rồi, các bạn có thể ngâm 15-20 phút gì đó. Đậu phộng, tất nhiên cơm mỡ hành không thể thiếu mỡ hành được hết các bạn. Đây mình sẽ giờ mình làm mỡ hành trước. Mình sẽ hái dầu bỏ vô trong đây, các bạn bỏ ở đây là trong hành là một ít muối. Xíu một hộp nha các bạn, ít bột ngọt. Các bạn có thể là mỡ hành ở đây thì một ít đường cũng được. Ở đây thì cũng mình sử dụng trà bông nha các bạn. Trà bông mà cái những clip trước á, mình đã nói các bạn là mình làm trà bông á. Đây trà bông của mình đây. Đây thì mình cháy dầu còn phải cho nó nóng là được. Đây mình bỏ dầu vô, cho dầu thiệt nóng là mình chế vô trong hành là nó sẽ chín rồi, nó lên nó xanh nữa, không còn ấy nữa nha các bạn. Dầu nóng thì có để dầu ít một tiêm miếng nữa. Ở đây thì tôm khô, trong khi đó là mình lấy tôm khô mình đi rửa để ráo.
ta phi dầu nóng ở đây mình sẽ chế vô. Mình thấy là hành này của mình nó chín rồi các bạn. Hành mình nó chín rồi. Mình chỉ trộn lên để cho nó muối với đường bột ngọt nó tan là được. Sau đó thì ở đây đây thì mình sẽ bắt lên mình chiên cơm nha các bạn. Đây các bạn là chiên một chút nữa là cho mình mới để cái nguyên liệu vô nha các bạn. Còn sau đó thì ở đây khi đó ở đây thì mình sẽ giả đậu phộng. Sau đó mình sẽ để tôm khô vào nha các bạn. Mình ấn sốt. Đây mình sẽ ấn tôm khô xuống. Ở đây nếu các bạn nào thích trứng, trứng gà chúng ta đánh xong rồi chúng ta tét lên cho nó có màu vàng nó đẹp. Sau khi gắp tôm khô ở đây thì mình gắp hành lên nha các bạn, bành nha. Màu xanh các bạn. Mình
Đây mình sẽ gắt cà bông lên. Thơm không các bạn? Thơm rồi đó. Quá rất thơm. Đậu phộng thì hồi là mình gắt sao nha các bạn. Ở đậu phộng là nó được một chút mình gắt sao. Các bạn thích ăn tôm khô nhiều hay là chả còn nhiều gì các bạn thì thích gắt thôi. Chúng ta cũng đè xuống nha các bạn, đè xuống cho nó dính vô. Đây thì gắt, bây giờ mình sẽ gắt đậu phộng lên. Các bạn gắt đậu phộng lên, các bạn cũng đè xuống luôn cho nó dính vô. Chúng ta chỉ cần đợi cho nó vàng nha các bạn. Đó. Này nó vàng rồi đó các bạn. Đó, bên trái của mình vàng thấy không? Vàng đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ để một chút nữa nha các bạn. Để một chút nữa, giờ nó thơm quá thơm rồi. Nhưng mình sẽ để cho một chút nữa nó vàng lại cho nó giòn, thiệt giòn. Bạn thấy không? Mình này em thấy là đói bụng rồi đó. Sau khi trái của mình vàng rồi mình tắt bếp mình lấy ra nha các bạn. Wow, các bạn thấy thơm mà nó này. Thấy mình bỏ chút muối vô thêm nha các bạn. Bạn có thích ăn tương ớt hoặc chút muối hoặc các bạn ăn gì thì các bạn bỏ vô. Các bạn có thể xịt vô miếng tương ớt cũng được ha. Tương ớt. Wow, hấp dẫn quá. Đây đâu là mình thử. Thử miếng nó giòn không? Kéo cái da. Wow, nó giòn quá các bạn ơi. Giòn gụm luôn. Rồi các bạn thấy không? Thế của mình là món ăn của mình đó. Mình đã làm xong món ăn của ngày hôm nay rồi các bạn. Món tôm cháy chiên giòn. Rồi chúc các bạn thành công. Hẹn lại gặp các bạn trong món ăn lần sau. Chào tạm biệt các bạn.